Lưu ý, video này là một vlog vô chi, chỉ dành cho những người vô chi. Cho nên là ai không vô chi thì hãy để vô chi rồi hãy xem. Còn ai đã vô chi sẵn rồi thì bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Cùng vô chi nào. Let's go. Sẽ ra sao nếu như một ngày bạn chợt tỉnh dậy và phát hiện ra bạn đang ở trong một khu rừng kỳ lạ, và ở xung quanh bạn là những chú khủng long siêu to khổng lồ vô cùng chân thật. Đúng vậy, hiện tại mình đã có mặt ở tại công viên khủng long to nhất Việt Nam để có thể quay được những video thật là vô chi và hài hước cho anh em xem. Và sau đây là một vlog một ngày vô chi của tôi khi phiêu lưu tại công viên khủng long này. Và trước khi xem video thì các bạn đừng quên là hãy để cho tôi một like và nhấn nút đăng ký kênh nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go. Và ngày hôm nay cái người sẽ đi cùng với tôi để cùng nhau sinh tồn ở trong công viên khủng long đó chính là Gaion. Thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm, tại vì ông này xuất hiện trên kênh tôi nhiều rồi. Ủa hôm nay bạn dẫn mình tới đâu vậy? Hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn tại công viên khủng long. Thôi nói chi nhiều nữa đi bạn ơi. Đây, và đây chính là hành lý mà tôi đã cầm theo để anh em chúng ta đi sinh tồn đó. Nhìn bạn ạ. À, thấy cũng nặng các bạn. Đầu tiên đi sinh tồn á, ở trong công viên khủng long mà bạn biết chúng ta phải cần cái gì không? Đó chính là cần rìu nè. Cần sai rồi. Chúng ta cần một cái mặt nạ. Ủa bạn đi theo mình nè Spider-Man chi vậy? Mình tính mang theo đóng phim Marvel làm anh hùng á. Ê cái này tào lao nha, cái này tào lao nha bạn. Cái gì tào lao, cái này có thể dùng coi như là một cái để mình chống nắng cũng được nè. Wow. Spider-Man. Wow. Không thấy wow. Tiếp theo nữa là máy chơi game. Máy chơi. Ê tính ra ở đây làm gì có điện mà xài máy chơi game ha. À, với lại nó không có wifi ấy bạn. Ừ ha. Đâu có wifi đâu chơi game. Không, tại vì mình nghĩ là đi sinh tồn thì cũng cần phải giải trí mà hiểu không? À, tiếp theo một thứ không thể nào thiếu nữa đó chính là bóng đèn. Cái này thì cái này thì tôi nghĩ là nó hợp lý đúng không anh em? Tại vì ví dụ mình kiểu mình đi buổi tối thì mình có bóng đèn mình mở lên cho nó sáng. Cái này là cái thứ gì nhưng mà nãy mình thấy hữu dụng nè. Còn cái món cuối cùng. Đó chính là một con chó robot. Are you kidding me? Chứ vấn đề là bạn mang con chó robot vô đây làm gì? Bạn không biết gì hết trơn á, dụ mình đi sinh tồn, mình bị lạc đường hay sao, mình có con chó robot, nó đánh hơi. Ủa khoan, từ chó robot sao đánh hơi ta? Ừ ha. Sao giờ tôi thấy tôi để ý tôi mang theo cái gì nó cũng không có ích lợi gì hết vậy? Ờ khoan từ, nếu như mà bây giờ chúng ta ở đây vào buổi tối á thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải kiếm cái chỗ nào đó để bọn mình đi ngủ. Đúng rồi. Ừ, cần phải có cái chỗ ngủ. Lỡ đâu tối thú dữ nó bắt sao? Đúng vậy. Đi. Cái gì đây? Cái này là đầu của cái con gì nè, cái con gì nó nổi tiếng lắm nè. Con Doraemon. À quên không, cái con này là cái con T-Wan gì đó. À không, T-Rex. Không, dạo này đánh liên minh hơi nhiều á. Không sao. Ê, nhưng mà mình thấy hình như cái miệng của nó mình chui trong mình ở được bạn. Trong đây nhiều sỏi đá đó nha bạn ơi. Ôi, nhưng mà mình nói bạn nghe nè. Tính ra mình ở trong đây là mình không có sợ kiểu trời mưa hay là trời nắng gì luôn á. Có bao nhiêu gọi là gì ta, cái đầu xương rồi cái thứ nó che nắng, che mưa cho mình. Ê, bây giờ mà bạn mua cái chăn đây là ngủ được luôn á. Ừ, tính ra là mình có ý định là mình sẽ ở trong đây anh em ạ. Mình thấy là ở trong đây là nó khá là mát mẻ đó. Dụ dưới đây nó sỏi đá nhiều đi. Mình cởi áo khoét ra mình chạy dưới mình nằm, hiểu không? Được. Thôi bây giờ mình nghĩ là trời cũng sắp tối rồi, thôi anh em mình đi ra ngoài kiếm đồ ăn đi bạn. Được, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn thôi. Let's go. Mới kiếm nhà thôi mà trời tối luôn rồi. Đi. Trời ơi, nó nóng, nó nắng gì đâu luôn á trời. Mệt quá ông ơi. Thôi ráng đi, bây giờ mà hai đứa mình không tìm được đồ ăn là hai đứa mình xong luôn á. Bây giờ để mình xem coi. Bọn mình đang ở đâu ta? Công viên khủng long. Mình đang ở công viên khủng long đúng không? Ở đây có nước nè, cũng không có bắt cá được nữa. Ê! Mình có cách này. Ui. Cái con khủng long này nó khó cưỡi các bạn ơi. Nó bị khủng rồi. Dạ, đói bụng quá. Thiệt luôn á, nãy giờ mình đi chắc phải 2-3 kiếm đồng hồ rồi bạn ơi. Đói bụng quá bạn ơi, giờ mình đi vô. Ui, khoan từ, con gì đây? Con này là con khủng long đà điểu hả? Con khủng long gì mà nhìn nó giống con gà. Ừ, nó giống cái con của mình đó bạn. Giống con của mình bạn nè. Đâu, con mình với bạn là con giống kiểu con T-Rex hay gì á, không phải? Thôi, mà thấy con này nhìn thịt nó có vẻ không ngon đâu bạn. Ờ đúng rồi, nhìn nó gầy gò ốm yếu á bạn. Nhìn nó gầy gò ốm yếu, xương không. Thôi đi. Trời ơi, đói bụng quá. Từ sáng giờ á là mình cưỡi khủng long đi mấy vòng rồi mà chưa thấy một cái. Ui ngoài khủng long ra còn ăn đâu. Ui da. Ủa,
cái này là cái khoan từ bạn, cái này là cái cây xương rồng đúng không? Đúng rồi, cái này còn, là cây xương rồng nè. Còn cái quả này là cái quả này mình đã không nhận nó là quả táo đúng không? Quả này là quả táo xanh. Ủa mà sao cây xương rồng nó có táo ra? Mình vẫn chưa nó tin là cây xương rồng nó mọc ra quả táo lắm mẹ. Mình chưa tin lắm mẹ. Nhưng mà bình thường á là cây xương rồng là có nước bên trong thì nó không có độc đâu, nên là mình dễ ăn được á. Ăn được không? Được không? Ủa, được mà. Thôi coi như là chúng ta đã có đồ ăn trong ngày hôm nay cho mọi người nha. Ok. Thôi vậy đi. Lại. Coi chừng gai đâm, Ăn luôn. Được. Hai. Có đồ ăn. Đi con. Mình tưởng rằng là trong cái công viên khủng long này mấy con khủng long nó bé bé rồi bạn, ai dẻo mấy con to dữ. Con này á là cái con T-Rex, là cái con gọi là nổi tiếng nhất luôn. Mình để được cái đầu vô nè. Nó kẹp thiệt bạn ơi, sợ quá. Thôi bạn, mình qua mình coi con to nhất nè. Con này chắc là phải mẹ của con này luôn á. Bây giờ mình đi kiếm con gì đó khác mình quay đi. Đi. Đi hướng nào? Bước này. Tỉnh dậy đi con. Tỉnh dậy đi. Con của bạn bị gì vậy? Mình không biết nữa, nhưng mà nó không tỉnh dậy gì hết trơn á đó. Ủa khoan từ, cái này là bọn mình đang ở đâu vậy? Vách đá hả? Đúng rồi. Ủa, mấy cái vách đá này thường thường mình hay thấy có tổ chim đủ kiểu lắm bạn. Ồ, coi thử bạn coi. Nhìn coi có tổ chim không? Ủa, cái trứng khủng long, trứng khủng long. Cái này trứng gà bạn. Hả? Là gì? Ê mà cái điều vô lý là tại sao cái trứng gà nó lại ở đây vậy? Kiếm được quả trứng để mình ăn là may rồi, đồ đúng không? Đồ ăn thứ hai. Ok. Ôi nhưng mà trứng ngoài tự nhiên mà nó luộc sẵn luôn ha, hay thiệt. nó luộc sẵn luôn bạn ơi. Ghê thiệt. Ngồi nghỉ xíu bạn ơi. Ngồi nghỉ xíu bạn ơi. À. Ôi trời. Nó mệt quá bạn ơi. Bạn khủng long này là nãy cũng chất giả dữ lắm á. Từ sáng giờ đi vòng kiếm được nhiêu đồ ăn này để xem nè. Tỉnh lại. Ủa nó tỉnh nè hả? Tưởng nó xỉu rồi chứ. Khoan từ. Sáng nay là mình đã kiếm được một cái trứng nè. Bạn kiếm được gì nó ra lấy lá đi. Ra. À mình kiếm được táo. Đúng rồi, táo. Rồi, nói chung là từ sáng giờ là hai anh em bọn tôi đã kiếm được cho nhau một quả trứng và mấy quả táo bạn ạ. Quả táo nha. Mặc dù là cái này tự nhiên nó có nha bạn, không phải mình bỏ vô đâu, tự nhiên nó có. Tự nhiên bạn cho. Tự nhiên có. Là tự nhiên có hay tự nhiên có? Tự nhiên có. Tự nhiên nó có. Đúng rồi, tự nhiên nó có đó. Cái này trứng gà thiệt bạn ơi. Trứng gà thiệt không? Ăn. À bạn nửa trứng, mình nửa trứng nha. Bây giờ mình ăn mình lấy sức. Tí nữa mình đi qua bên kia. Mình thấy ở bên kia nó có gì là lạ, cái nhà gì bên kia, tí nữa qua xem thử. Được. Ha. Ai ăn đi. Ủa, cái này chỗ nào hả? Cái này nhìn nó giống như là một cái khu kiểu trung tâm nghiên cứu khủng long á bạn. Oh my god. Ôi nhìn nó thật quá nha. Nhìn giống cái nồi nướng thịt của mẹ mình ở nhà. Hay bỏ mấy miếng thịt vô nướng á. Cái này mới là trứng khủng long thiệt nè. Hồi nãy cái mình tìm là trứng gà hiểu không? Thôi bây giờ mình mở ra mình lấy cái trứng mình ăn đi. Trời ơi, trứng này nó bự rồi bạn ơi. Cái này là quen lắm nè. Cái này quen lắm nè. Cái này là mình thấy là trên phim hay có nè. Bây giờ phòng là thí nghiệm rồi đó. Không, cái này làm cái này là người ta đang kiểu như là ủ muối chua á bạn, kiểu bạn có ăn cải chua hay là kiểu như củ kiệu rồi mà củ kiệu rồi á rồi. Cái này người ta đang muối chua khủng long đúng không? Cái đầu người ta đem về người ta ăn trong ngày Tết rồi. Chúng ta sẽ có cái món gọi là khủng long bánh chưng. Ừ đó, kiểu vậy. Khủng long bánh chưng. Trời ơi rồi đó. Nó mới chớp mắt phải không? Ui, nó chớp mắt kìa. Ui, nó cứ động được thiệt bạn ạ. Wow. Hơn là con này bị xích lại bạn không là. Nó bị kiểu bị xích cái mỏ lại thế này nè. Đúng rồi, không? Đúng rồi. Ê mà khoan, sao nhìn con này với con của mình giống nhau vậy? Cái này là kiểu người ta nuôi để người ta giữ nhà mày hiểu không? Bạn thấy mấy con cuốn không, nó hay bị lỏ mõm lại á. Kiểu người ta huấn luyện để người ta giữ nhà. Thời buổi giờ người ta nuôi khủng long không? Không ai nuôi chó nữa. Đi. Trong cái hang này chắc là không có đồ ăn đâu nha. Chắc vậy. Wow.
Và trong lúc đang đi phiêu lưu ở công viên khủng long thì mình và Chiron đã được mời đi đến một sở thú. À không, chính xác hơn là nguyên một cái vườn thú luôn các bạn ơi. Tôi còn lấy camera tôi lại gần quay bọn nó cho các bạn xem nè. Nhìn cái con đà điểu này đúng hài luôn anh em, nhìn cái đầu nó đúng hài luôn. Sợ quá. Đúng rồi. Bye bye nha. Ui, tính ăn cái tay tôi luôn mấy bạn. Còn con này là con gì thôi quên tên rồi, ông nào biết bình luận cho tôi nha. Đừng ăn xin đừng ăn ngón tay anh con, đừng ăn ngón tay anh nha. Đừng ăn ngón tay anh nha. Ừ. Còn đây chính là mấy con ngựa vằn. Ngày xưa là tôi hay coi phim hoạt hình á, tôi thấy mấy con này nhiều lắm, nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy nó ngoài đời luôn anh em, mà nó to thiệt sự luôn á nha. À dạ vâng ạ. À, từ luôn ăn từ dây tấn cướp mà chị nhá. Ôi, dàn xe quá nhiều anh em lên rồi đó. Trời ơi, tụ tập bọn mình nhiều quá bạn ơi. Nè, con ăn đi, ôi xin lỗi, trời giỏi. Đói quá trời ơi. Sao mà ở đây có mấy cái trứng khủng long mà mấy con khủng long nó nở hết trơn rồi, sao làm ốp la được trời. Ơi trời ơi, hôm nay á là gặt được quả thơm rồi. Trời ơi, nãy giờ đi kiếm được quá trời hạt dẻ luôn. Đây hạt dẻ đây nè. Kiểu này về á là hôm nay mình với Phong á là không lo sợ bị đói các bạn à. Có ăn còn hơn là không á. Ít ra là mình còn kiếm được hạt dẻ. Thôi, bây giờ mình phải về nhà để khoe với Phong thôi. Let's go. Ủa vậy hả? Về nè. Có kiếm được gì ăn không? Có. Hạt dẻ. Trời ơi. Ê, nhưng mà cũng được nha, nói chung là đó kiếm gì. Đó, làm mê. Ôi trời ơi, làm được nhiều mà, em. Ít thôi nhưng mà anh em mình gọi là san sẻ tình cảm mình không? Vô đây. Rồi, làm hết đi. Ôi, cũng được á. Nói chung là như đây hạt dẻ cũng đủ để kiểu ăn trong lúc buổi tối các bạn ạ. Đúng rồi. Nói chung là đói quá rồi, gì ăn có gì ăn cái đó. Đúng rồi. Nhưng mà thiệt nhiều lúc cũng nghĩ rảnh ghê, tự nhiên không đi làm cái thử thách gọi là một ngày ở trong khu rừng khủng long làm gì, bây giờ phải ngủ ở đây. Trời ơi trời, đúng mệt luôn. Thôi vô nhà đi. Hiện tại bây giờ đang là khoảng 1 giờ sáng này ạ. Và bây giờ thì anh em sẽ bọn tôi sẽ ở đây. Chứ bọn tôi không ngủ nổi đâu. Ở đây quá lạnh và cũng không thể nào ngủ nổi. Cho nên thôi chắc anh em mình cứ thức cho đến sáng đi rồi kết thúc video nha. Chứ còn gì nữa. Chứ thật sự nha các bạn, là nguyên ngày hôm nay á, bọn tôi đã bung xỏa đi chơi hết ở khắp nơi rồi. Thật ra ở đây rất là đẹp và có những cái nơi mà người ta cấm không cho vào, cho nên anh em bọn tôi không có vào được. Nhưng mà không sao, nói chung là cũng đã review được khá là nhiều thứ cho các bạn xem rồi. Còn bây giờ thì thôi kết thúc video tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Hello team.